Chào các bác nhá. Em lên sóng bán giá thanh lý nhanh với các bác một cái cục Victor của khoảng Victor, model của nó là UXZ7MD. Cùng này thì em bán với các bác hai chức năng, đó là chức năng chơi qua điện thoại máy tính TV qua cổng 3.5, chơi qua cổng AUX và chức năng bắt đài FM. Con này bắt full 108 và đặc biệt là cái dòng Victor thì anh em đã biết rồi, bắt sóng rất khỏe và trong. Nên em đang test cái chế độ AUX của nó em nhé. FM anh em ấn cho vào nút FM ở dưới này nhá. Đấy. Thế em quay gần nha anh em. Cái bên liên quan như là truyền thông. Anh em mà dò sóng ở hai cái nút đây là nút tên này nhá, trái phải này nhá. Em thử dò lên sóng 107 cho anh em xem. Dò hẳn lên sóng 106 luôn cho anh em nhá. 106.5 đi. Con bát full 108. Bát sóng rất khỏe anh em nhá. FM bát sóng rất khỏe. À, Victor bát sóng rất là khỏe. Không thoáng. Đấy. 6.5 đây. Có nhiều tiềm năng hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đấy, anh em có thể tăng bát ở cái nút ABHB Pro nhé. Có hai cấp độ này, 1 và 2 này, để tăng bát nhé. Cái cục âm ly này thì đặc biệt là cái giải trở kháng nó rất là rộng, từ 4 đến 16, cho nên nó chơi được rất nhiều cái loại loa khác nhau. Và cái công suất điện của nó tiêu điện là 65W anh em nhé. 65W điện và con này có thể đánh tốt được các cái gặp bát 15 trở xuống anh em nhé. Đấy. Đây, thông số nó đây. 65W anh điện, tiêu điện anh em nhé. Đấy. Và đây, trở kháng thì từ 4 đến 16 ohm, thì nó ghi ở cái chỗ này nhé, chỗ bát loa này. 4 đến 16 ohm. Đấy. Đây là cái trục để anh em bắt FM này, làm cắm anten này để thu FM nhé. Con này có cả quạt gió này. Đây là cổng AUX của nó nhé. Tổng thể cũng tương đối đẹp nhé, sức sát không đáng kể. Không bóp méo, nói chung là không bóp méo, sức sát cũng có một ít thôi, không đáng kể các bác nhé. Đấy. Con này đĩa ở nó thì lỗ rồi, em ấn không cái ra thì thôi. Em bán cho các bác hai tính năng chính là chơi FM và chính năng chơi AUX qua điện thoại máy tính. Anh em mua về ghép loa nhé. Giải trở kháng 416 nó rất dễ ghép loa thôi. Thì nó các loại loa thì đều trong nằm ở cái giải trở kháng đấy hết, gần như là thế anh em nhé. Tất nhiên thì cũng có loại loa này nó là 3 ohm nhưng rất ít thôi, đa số là 4 đến 16 ohm hết. Cái cục này thôi em bán giá thanh lý được bác thôi, thật là nhanh. Em bán giá 500.000 thôi, thanh lý được bác 500.000 và bao ship. Đấy, bao ship với các đơn hàng chuyển khoản đủ. Còn các bác chuyển cọc thì vui lòng cọc cho em 150 nhá. Nếu các bác chuyển cọc các bác giải cho em cái tiền ship. Còn em chuyển các bác chuyển đủ thì em bao ship. Giá em báo chưa bao gồm phụ kiện nhá. Anh em lấy thêm phụ kiện gì thì báo với em sẽ để giá tốt cho anh em. Mọi chi tiết liên hệ đặt hàng anh em đặt hàng với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Xin nhắc lại số Zalo 0975 575 262. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.